Hơi, mùa đông năm nay thật là lạnh, tuyết rơi thật nhiều. Hy vọng cuộc chiến không mong muốn đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa. Thiếu chủ, cậu ở đâu rồi? Cậu ở đâu rồi? Ồ, có ai mà đến tận nơi xa xôi lạnh giá này chứ? Không lẽ là người của cha mình? Đau quá. Thiếu chủ, cậu ở đâu rồi? Mau ra đi. Hả? Một cameraman lên. Đây, người có sao không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng tôi cũng đã gặp được cậu. Thành phố của chúng ta đã bị hủy hoại hết rồi. Tất cả loại cameraman đều bị cháy sạch. Chúa thể, cha của cậu đã bị bọn chúng bắt đi. Không lẽ là loài TV man bị nguyền rủa tấn công thế giới của chúng ta? Không sai. Mau, chỉ có cậu mới khôi phục lại loài của chúng ta, báo thù bọn chúng mà thôi. Xin lỗi. Từ nhỏ ta đã không thích chiến tranh, chém giết. Ta đã khuyên cha ta nhiều lần nhưng ông ấy không nghe. Ta quyết định bỏ lên nơi lạnh giá này đến mức độ người ta gần như phủ đầy tuyết để tịnh tâm, sám hối, tu hành. Thiếu chủ, không lẽ ngài chỉ muốn trốn ở đây nhìn thấy đồng loại cha của cậu bị lũ khốn đó giết ở đây sao? Quả báo mà. Tất cả là do ông ấy và các ngươi đã gây ra như ngày hôm nay. Thôi được rồi, ông trời của đất hiếu sinh, ta sẽ dùng thân xác này để ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa đó lại. Tới rồi. Trời đất quỷ thần ơi, sao mọi thứ sụp đổ hết thế này? Này, mọi người, có ai còn sống không? Thiếu chủ, cuối cùng cậu đã quay về. Mau lên, cứu lấy chúa ta. Chúng ta đã bị lũ TV nguyên rũ đã bắt đi rồi. Ta đã là một người tu hành. Ta quay trở về không phải là để giết chóc hay báo thù gì cả. Ta sẽ ngăn chặn cuộc chiến giữa hai loài này lại. Đã quá nhiều người chết rồi, không thể tiếp diễn như thế được. Thiếu chủ, sao lại như thế? Xin lỗi, ta không thể làm theo những gì mà các ngươi chân chối. Hãy yên nghỉ đi. Ta sẽ hóa giải mọi hận thù trong lòng của các ngươi. Nào, quay trở lại thế giới cameraman, coi bọn chúng có thứ gì quý báu hay không. Hả? Nhìn kìa, còn một tên còn sống. Mau tới đó lấy mạng của hắn đi. Cái gì? Là lũ TV bị nguyên rồi. Mau dừng lại. Đừng gây ra chiến tranh nữa. Đừng hận thù nữa. Đã quá nhiều người chết rồi. Các ngươi còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Cầm mồm đi. Cầm mồm và chết đi, thưa cameraman kia. Bọn ta thành ra như thế này, tất cả là do loài của các ngươi gây ra đó. Bây giờ các ngươi có chết 100.000 lần cũng không thể nào đền hết tôi. Mau, chia ra. Coi thử lũ cameraman này còn giấu camera woman và camera baby ở đâu nữa hay không. Giết sạch bọn chúng trừ hậu hoạn sau này. Phật tổ, người có nghe tôi nói không? Tôi cầu xin người hãy ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này. Chết tiệt, một luồng ánh sáng gì ở trên trời rơi xuống vậy? Hả? Nó đã biến rồi. Tình cameraman vừa mới bị chúng ta đánh bại lúc này. Đại kiếp, sao người của hắn hóa thành màu vàng thế kia? Dừng lại, tất cả các ngươi mau kết thúc cuộc chiến tại đây đi. Kết thúc cuộc chiến à? Trừ khi bọn ta chết, còn không các ngươi phải chết thôi. Cái gì? Vậy thì các ngươi đừng ép ta. Đây chỉ là lũ thuộc hạ thôi. Còn tên chúa tả tay thành TV Man bị nguyền rúa nữa, hắn chính là kẻ đầu sọ. Phải đến ngăn chặn hắn thì cuộc chiến này mới kết thúc. Cuối cùng thế giới của loài cameraman đã tan thành mây khói. Bọn ta đã báo được món thù đáng xưa. Tài tình TV Man nguyền rúa kia, người thật độc ác tàn nhẫn. Người đúng là một tên súc vật. Cái
Tại vì ngươi chửi ta là súc vật. Còn các ngươi là chi? Đồ khổ kiếp, đồ phản bội. Trước đây loại TV man bọn ta cùng với loại cameraman và loại speakerman là một bộ ba liên minh. Vậy mà các ngươi vì muốn mở rộng lãnh thổ đã phản bội lại hai loại, giết chết loại speakerman và thông đồng với lũ phù thủy hắc ám nguyên rủa khiến bọn ta thành ra thế này. Bây giờ ta đã lấy lại tất cả những gì mà bọn ta đã mất. Chết tiệt, chết tiệt, ta có trở thành ma cũng không tha cho ngươi đâu. Hãy dừng lại đi, hai loại TV man và camera man, đừng để cuộc chiến này đi quá xa nữa. Hả? Quái quỷ gì nữa đây? Một tên camera man người chàng khe à? Mẹ kiếp, thật không ngờ loại của các ngươi vẫn còn trẻ còn sống. Là dòng con của ta, thầy lăng cuối cùng con đã quay về. Mà ra tay giết sạch lũ TV man này đi. Tôi đến đây không phải là đứng về phe của loại camera man, cũng chẳng phải là bù nhìn cuộc chiến này diễn ra khốc liệt, mà tôi chính là đệ tử của Phật Tổ La Hán Camera Man Blade. Tôi tới đây để ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa này, không để thêm một ai phải mất mạng nữa. Cái gì? Ngươi không phải đứng về phe của lũ camera man này mà là đệ tử của Phật Tổ à? Thiệt là mắc cười đó. Mẹ kiếp, ngươi chán sống thì bọn ta sẽ giúp ngươi tiễn ngươi xuống địa ngục luôn. Được, vậy thì hãy tiến lên tất cả đi. Nếu các ngươi đánh thắng được ta thì cuộc chiến này các ngươi muốn như thế nào cũng được, còn nếu các ngươi thua thì phải chấm dứt ngay lập tức. Không, không thể nào, không thể nào. Hay lắm, con của ta. Bây giờ hãy chiến sạch bọn chúng đi, là cuộc chiến tranh này sẽ chấm dứt tại đây. Rồi cameraman của chúng ta sẽ bá chủ vùng đất này. Đến tận bây giờ bà cha vẫn cứng đầu cố chấp hay sao? Hãy dừng lại cuộc chiến này đi, quá nhiều mất mát rồi. Được, ta sẽ dừng cuộc chiến với điều kiện người phải tự kết liễu mạng sống của mình. Người nói cái gì? Ta khổ kiếp kia. Được, con trai đừng nghe theo lời của hắn. Được, ta đồng ý với ngươi. Chúa tể tai tình TV bị nguyền rủa à? Ta sẽ kết thúc mạng sống của mình để chấm dứt cuộc chiến này. Ta không ngờ hắn rất mạnh nhưng đầu óc hắn rất ngu si. Được rồi, bọn ta tuy bị thương nặng nhưng bọn ta vẫn còn báo vật. Nào, xuất hiện đi quái vật của ta, càng quét ăn thịt sạch lũ camera man này. Không, ông tỉnh đại ca, ngươi không giữ lời. Phật tổ, tôi cầu xin ngài hãy ban cho tôi sức mạnh thêm một lần nữa. Mẹ kiếp, không thế nào, không lẽ Phật Tổ thật sự tồn tại hay sao? Mau, quay vật, giết chết hắn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông trời có đức hiếu sinh, nếu các ngươi không biết dừng lại thì các ngươi chính là ác quỷ. Ác quỷ thì phải quay về địa ngục chịu tội. Chết tiệt, quay vật của ta, hãy tiến lên. Hãy sức mạnh hắc ám mong phúc của ngươi sẽ sát thử để thịt chấm mạnh đi. Phật pháp vô biên. Kể từ đây hai loài TV man và camera man phải chấm dứt cuộc chiến đây. Nếu ai còn gây hấn thì chính là mục tiêu tiếp theo của Phật Tai Tình Camera Man ta đi. Được rồi, ta hiểu rồi, ta sẽ không gây chuyện nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Phật pháp nghĩa màu, phổ độ chúng sinh, trừ gian diệt bảo.